Bạn thân mến, có bao giờ bạn ngồi một mình, tĩnh lặng, kết nối với bản thân và nghĩ về cái chết? Thật kỳ lạ phải không? Tại sao đang sống mà lại phải nghĩ về cái chết? Nhưng không, có một điều thú vị là việc suy ngẫm về cái chết sẽ thức tỉnh bạn về những giá trị thật sự của cuộc sống. Vì thật ra, chúng ta sẽ không biết được ngày mai đến trước hay là kiếp sau đến trước. Và điều đáng sợ hơn cả cái chết, đó chính là chưa sống một cuộc đời đáng sống. Bây giờ, bạn hãy cùng tôi thở tĩnh lặng, nhắm mắt lại, hít thở sâu vài nhịp. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Và mình hãy tưởng tượng nhé. Hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống trên đời. Hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống. Sau ngày hôm nay, bạn sẽ không còn được gặp những người thân nữa, sẽ không còn hiện diện ở cõi đời này nữa, mà sẽ đi đến một nơi khác, xa, thật xa. Lúc này, bạn vui mừng hay ân hận? Cảm xúc gì có trong bạn? Hãy dành vài giây để quan sát và cảm nhận điều đó. Bạn có ân hận không? Nếu như bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng vẫn chưa nghe được bài hát tuyệt diệu mà lẽ ra cuộc sống sẽ hát trong tâm hồn bạn, bạn có ân hận không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng vẫn chưa trải nghiệm được quyền năng tự nhiên cho phép bạn làm những điều tuyệt vời và đạt được những thành tựu tuyệt vời, bạn có ân hận không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra mình chưa bao giờ khích lệ hay truyền cảm hứng cho bất cứ ai bằng tấm gương của mình, bạn có ân hận không? Nếu như bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra rằng vì chưa bao giờ dám chấp nhận một rủi ro nào cả, nên bạn cũng chưa bao giờ đạt được một phần thưởng sáng chói nào trong cuộc đời, liệu bạn có ân hận không? Khi bạn sống đến ngày cuối cùng và hiểu rằng mình đã đánh mất cơ hội để trở thành một người giỏi giang, một người phi thường, bởi vì bạn đã tin
mình chỉ là một người tầm thường. Bạn có ân hận không? Khi bạn sống đến ngày cuối cùng và không bao giờ học được kỹ năng biến những nghịch cảnh thành thuận lợi, mượn khó khăn để rèn luyện nội lực, để có được những thành tựu huy hoàng. Bạn có ân hận không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra bạn đã quên rằng về cơ bản, làm việc, cống hiến là để mang lại lợi ích cho những người khác, cho cộng đồng, cho cả những người bạn quen biết và những người bạn không quen biết, chứ không phải chỉ vì bản thân mình. Bạn có ân hận không? Nếu như bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra bạn đã sống một cuộc sống mà người khác, mà xã hội khiến bạn nghĩ rằng bạn phải sống như vậy, chứ không phải một cuộc sống mà bản thân bạn thực sự muốn sống. Bạn có ân hận không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng mới thức tỉnh trước một thực tế là bạn chưa bao giờ nhận ra những tài năng tuyệt vời của mình và cũng chưa bao giờ chạm đến được những điều đặc biệt, những giá trị tuyệt vời mà bạn được sinh ra với nó. Liệu bạn có ân hận không? Khi bạn sống đến ngày cuối cùng mới khám phá ra rằng hẳn bạn đã có thể trở thành một nhà lãnh đạo, hẳn bạn đã có thể làm được những điều kỳ diệu khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn, bạn đã có thể làm được, nhưng bạn đã từ chối chỉ vì nỗi sợ hãi bên trong bạn, vì bạn cảm thấy thất bại, tự ti, vì bạn thấy mình không thể, vì bạn tự rào cản mình trong những suy nghĩ của mình và đã lãng phí một cuộc đời. Bạn biết không? Chúng ta luôn có sự lựa chọn trong mỗi một phản ứng mà mình có. Và bạn chọn điều gì? Bạn có chọn làm chủ cuộc đời mình hay chọn để ngoại cảnh làm chủ bạn? Bạn có chọn chiến thắng những sự tự ti, tiêu cực đến từ bên trong hay không? Bạn có chọn bước đi trên con đường của kỷ luật, của sự lãnh đạo bản thân, của tình yêu thương, của lòng biết ơn, của việc dám làm việc khó và làm việc khó đó đến tận cùng để giúp đỡ cho chính mình và cả những người khác được hạnh phúc? Nếu vậy, bạn sẽ có những ngày cuối cùng trong cuộc đời mà không phải ân hận, mà có thể tận hưởng cảm giác của hạnh phúc. Hãy thử nghĩ xem, bạn có vui mừng không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng tràn đầy hạnh phúc và thỏa nguyện khi nhận ra bạn đã sống một cuộc sống trọn vẹn, đã sử dụng trọn vẹn những tài năng của mình, đã tận dụng hết tất cả những gì mình có và đã đạt đến tiềm năng hết mức, làm nên những điều kỳ diệu.
bạn có cảm thấy tuyệt vời không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng và biết rằng bạn đã làm mọi việc ở mức độ xuất sắc và luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn trong từng công việc nhỏ, bạn làm những việc nhỏ với một tâm thái tuyệt vời, làm xuất sắc. Bạn có hạnh phúc không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng với một niềm tin hân hoan, vì bạn có tinh thần dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, can trường, thường xuyên đối mặt với những nỗi sợ hãi lớn nhất và nhận ra những tầm nhìn cao nhất. Bạn có hạnh phúc không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận thức được rằng bạn đã trở thành một người luôn nâng những người khác lên để cho họ cũng tìm được tiếng nói và giá trị của chính họ, chứ không phải một người luôn đạp người khác xuống để mình bước lên. Bạn có hạnh phúc không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng và hiểu rằng dù cuộc hành trình của bạn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng mỗi khi ngã xuống, bạn lại đứng lên ngay lập tức. Và lúc nào cũng vậy, bạn không bao giờ mất đi tinh thần lạc quan. Bạn có hạnh phúc không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng và sung sướng với ánh sáng huy hoàng từ những điều tốt đẹp bạn đã làm cho cuộc đời, cùng với những giá trị phong phú mà bạn đã đóng góp cho cuộc sống của những người mà bạn may mắn được giúp họ, bạn có hạnh phúc không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng và tự ngưỡng mộ chính mình, một con người mạnh mẽ, đạo đức, kỷ luật, đầy tình yêu thương, đầy tâm huyết và sự cảm thông đối với người khác, bạn có hạnh phúc không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra mình là một nhà lãnh đạo luôn soi sáng những con đường mới thay vì chỉ đi theo những lối mòn cũ kỹ mà người khác đặt ra, bạn có hạnh phúc không? Nếu bạn sống đến ngày cuối cùng, xung quanh bạn là những người cộng sự gọi bạn là một ngôi sao, là một niềm tự hào của họ. Những người thân gọi bạn là một tấm gương sáng về sự tử tế. Bạn có hạnh phúc không? Nếu như bạn sống đến ngày cuối cùng, được sống với chính mình thật sự, là nhà lãnh đạo của chính mình thật sự, biết rằng những điều tốt đẹp bạn đã làm vẫn sẽ tồn tại rất lâu sau khi bạn qua đời, và biết rằng cuộc sống mà bạn đã sống sẽ trở thành một tấm gương cho những điều có thể. Và bạn chọn sống như thế nào, để rồi sẽ chết đi như thế nào, tất cả đều bắt đầu từ sự lựa chọn của chính bạn.